Xin chào các bạn, mình tên là Nhật Hòa, mình đến từ nhạc cụ Minh Phụng và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh điệu và tiếng của cây EW410. Cây EW410 này hỗ trợ 759 tiếng và để chọn tiếng các bạn có thể nhấn nút Voice và các bạn sẽ thấy nó hiển thị đèn LED màu đỏ, và để chọn tiếng các bạn có thể sử dụng bàn phím hoặc là núm lăng này đây. Bây giờ mình sẽ chỉnh tiếng thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chỉnh tiếng saxophone là số 094. Và tiếp theo mình sẽ chỉnh tiếng guitar là 040. Về phần điệu thì cây này, đàn này hỗ trợ 236 điệu, và để cũng tương tự như tiếng thì các bạn có thể chỉnh điệu bằng cách nhấn nút đây, và các bạn có thể thấy nó hiển thị đèn màu đỏ. Và bây giờ mình sẽ chọn một điệu thử để đánh thử cho các bạn nghe, đó là điệu guitar ballad số 037. Bây giờ mình sẽ bắt đầu điệu. Để có thể thay đổi điệu thì các bạn phải để ý đó là cái nút của style đã hiện lên màn hình màu đỏ hay chưa. Nếu mà hiển thị lên đèn màu đỏ rồi, các bạn có thể chọn điệu. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái điệu khác, đó là điệu country. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe điệu bằng cách nhấn star. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc, hãy comment bên dưới và hãy nhớ like và subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.